Xin chào, chào mừng bạn đến với series Yoga buổi sáng cùng Sophie được phát sóng trên kênh YouTube Yoga by Sophie. Giống như cái tên thì series này sẽ là những bài tập yoga vào buổi sáng để giúp các bạn đánh thức cơ thể, căng giãn toàn thân và có cả những bài rất là nhiều năng lượng giúp là đánh tan mỡ thừa, rất là nhiều mục đích tập luyện phù hợp với tất cả mọi người. Trong series này thì được thiết kế phù hợp cho mọi người, mọi lứa tuổi, mọi mục đích tập luyện như là giãn cơ, hay là muốn mở khớp hông, hay là muốn đánh thức cơ thể và rất là nhiều độ dài khác nhau, có thể là 10, 15, 20 hay có bài là 30 phút. Để tham gia series này rất đơn giản, các bạn chỉ cần là có một miếng thảm tập yoga, hoặc không có thảm thì có thể là trải một mảnh khăn dài lên sàn và cùng tập luyện với Sophie. Series này được thiết kế cho tất cả mọi người, kể cả những người mới bắt đầu tập yoga hoặc là chưa biết gì về yoga cũng có thể dễ dàng tập luyện. Trong quá trình tập, nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi gì dành cho Sophie thì các bạn chỉ cần là đặt ra cho Sophie ở hộp comment bình luận ở dưới các video clip, hoặc là các bạn có thể là tham gia hội những người tập yoga cùng Sophie trên Facebook. Đường link tới hội này thì nằm ngay ở dưới hộp bình luận, các bạn hãy nhấn vào đó để tham gia nhé. Để nhận được trọn bộ series yoga buổi sáng cùng Sophie, các bạn hãy đăng ký email tại website yogabysophie.com. Nếu các bạn yêu thích các video clip này thì hãy nhấn nút like, comment, share, chia sẻ với những người khác cùng biết, và đừng quên là nhấn nút đăng ký theo dõi kênh Yoga by Sophie nhé. Chúc các bạn thành công, luôn có những khởi đầu thật là tuyệt vời trong ngày mới, và hẹn gặp lại các bạn trên thảm các video clip tiếp theo. Namaste.